Rồi, cái xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai cục pin của bên LG các bác nhé. Thì cái cục pin BLT42 này này, nó là cục pin của cái con LG V50, V50S và con G8X. Thì cái đợt hàng lần trước ấy là nó có cái loại pin này các bác nhé. Thì đây này, các bác nhìn kỹ này. Thì cái loại pin này nó là sản xuất cho cái thị trường Nhật Bản này này. Đó. Thì cái pin này này, cái pin loại này thì nó là new zin các bác nhá, có nghĩa là nó là mới tinh và chưa sử dụng và là chính hãng các bác nhá. Thì các bác khỏi phải lo là hàng fake hay hàng gì cả. Tuy nhiên ý, thì là cái lô hàng này nó bị hết rồi. Cũng chả biết bao giờ có. Thì lại có một cái lô hàng khác các bác. Thì cái lô hàng này nó cũng là pin của bên new zin chính hãng của LG các bác nhá. Nhưng mà cái con BLT48 này này, nó là pin của cái con Styler 6 thì phải, em nhớ không nhầm là như vậy. Thì cái dung lượng của nó ấy, nó cũng y chang như cái con BLT42 này thôi. Đây các bác nhìn thấy này. Thì nó vẫn có dung lượng là 4.000 này các bác nhé. Đây để em chỉ cho các bác xem này. Nó vẫn là 4.000 này này. 4.000 này. Và cái con BLT42 này này cũng là 4.000 các bác nhé. Đấy. Min của nó cũng là 3880 này, bên này cũng 3880 này, cũng 15 0.0 W trên giờ này. Đấy, nói chung là cái thông số thì nó y chang và cái kích thước của nó cũng y chang luôn các bác nhé. Đây này, ngay cả cái chỗ rắc cắm này này nó cũng y chang luôn các bác nhé. Đây này, các thấy không? Nó y chang luôn, chả khác gì cả. Có nghĩa là cái pin này hoàn toàn có thể thay thế bằng pin này và các bác cũng không phải lo về cái chất lượng của nó các bác nhé. Dung lượng nó vẫn là như nhau thôi, bởi vì nó đều là pin chính hãng và mới tinh chưa sử dụng các bác nhé. Đây em có thể cho các bác xem cái ngoại hình của nó đây này. Đây chiều dài đây các bác, chiều dài là bằng nhau hết các bác nhé. Đây, bằng nhau hết này. Đấy, chiều rộng này, chiều rộng cũng bằng nhau hết này, và ngay cả độ độ dày này, độ dày này cũng bằng nhau hết các bác nhé. Đấy, và ngay cả cái hãng sản xuất đây, đây cái mã sản xuất này nó cũng như nhau hết các bác nhé, đều là ATL hết các bác nhé. Đấy, và cả ngay cả các bác hay phân biệt bằng cách cái nắp nhựa này nó bằng nhựa này, cái nắp chặn này nó bằng nhựa thì nó cũng bằng nhựa hết. Và cái mẫu mã này này, cái mẫu mã này nhé, thì em thấy là nó là hàng mới đấy, hàng mới, nó cùng lô sản xuất với cái con pin của con V60 cũng là mới tinh và zin chính hãng các bác nhé. Đây này, nó cái mẫu, nghĩa là cái mẫu mã sản xuất ấy, cái tem chữ đây là cùng của cái đơn vị làm linh kiện cho LG này này, cái đơn vị này này em cũng chả biết đọc tên là gì. Đấy, thì nó là y chang các bác nhé. Đấy, cho nên các bác không phải lo về chất lượng của cái cục pin này, nó chất lượng y chang thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, mẫu mã cái thứ thì nó cũng y chang. Đấy, phông chữ cái thứ rất là đẹp bởi vì nó là pin chính hãng mà các bác. Đấy, cho nên các bác cũng phải khỏi phải lo nhé. Tại vì cái lô này này nó thỉnh thoảng nó mới có thôi. Cho nên là tìm được cái lô này, tìm được cái lô BLT48 này thì các bác cũng yên tâm về cái chất lượng sử dụng cho nó nhé. Cho nên các bác yên tâm không phải lo về chất lượng của hai cục pin này đâu. Thì em làm cái clip này để mà mục đích là so sánh cho các bác là xem là nó có khác nhau gì không. Đấy, để các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Chứ không làm clip thì nhiều khi các bác lại lại tưởng là cái cục pin này nó là cục pin lởm thì không phải nhé. Cục pin bên phía tay trái này này, nó vẫn là pin zin của LG sản xuất và nó là chưa hề sử dụng, nó là mới tinh các bác nhé. Và cái chất lượng của nó thì cũng y chang như cái cục như này thôi. Cho nên các bác cứ yên tâm mà sử dụng. Rồi, ok. Chào các bác nhé.